ta thiết bị kỹ thuật đó như thế nào. Thì ở đây cái mô hình này nó tương đối giống như là phần các anh chị nha. Các anh chị sẽ tập làm quen là gì, khác của khoa là gì. Thứ nhất các bạn sẽ nắm được tổ chức của một phòng khám của khoa, tổ chức về nhân lực nha, tổ chức về cơ sở vật chất nha, và các cái quy định riêng của phòng khám của khoa là cái gì. Cái thứ hai là những trang thiết bị cần thiết của phòng khám của khoa. Cái thứ ba là cách khám của khoa. Không phải vô vậy thì ta lên bàn khám ngay được, nó phải có từng bước một. Thì chiều nay tôi sẽ hướng dẫn hết cho các anh chị khám phụ khoa, khám sản khoa và theo dõi khám sản khoa khám như thế nào, và theo nhất là khám được theo dõi một cách không nha. Còn khám sản khoa thì các bạn nó giống như khám phụ khoa thôi, và các bạn đã có học trong cái bài khám khoa rồi, về sẽ là bài khám khoa. Đặc biệt trên mô hình thì các bạn làm sao phải khám về vận dụng thành phẩm các phụ thuật liên quan. Riêng cái phần tôi có dạy thêm cho các anh chị cái bài tiếp theo. Cái buổi cuối cùng tôi sẽ dạy cho anh chị bài tiếp theo. Nhu cầu ở đây là thứ nhất, các anh chị phải biết khám phụ khoa, trình tự của một cái khám phụ khoa. Cái thứ hai là phải biết lỡ đẻ, kỹ thuật lỡ đẻ. Lỡ đẻ này các bạn sẽ được lỡ đẻ trên mô hình. Cái thứ ba, khám và theo dõi một ca chuyển dạ. Đây là khi đi lâm sàng thì cái chuyện này mà các bạn phải làm trong suốt cái quá trình của nó. Khi theo dõi là theo dõi một ca từ đầu đến cuối. Các bạn phải theo dõi từ mới dần như thế nào, dần chuyển biến là sao. Ví dụ như ở đây, đây là cái mô hình lãnh đạo, cái mô hình là một cái chuyển dạ xanh. Thì ở trong này nè, trong này nè, nó sẽ cấu trúc cho các bạn cái xanh này lỗ cuối cùng mở được bao nhiêu, xóa được bao nhiêu, đầu thai xuống cái chỗ nào. Tuy nhiên ở đây thì nó không phải giống như người thật, thì nó chúng ta chỉ mượn được nó thôi, nhưng ít nhất các chị cũng hình dung được nó. Khám cái gì và theo dõi như thế. Các bạn có đầy đủ tất cả các mô hình này của từng bước chuyển biến chuyển dạ hết nha. Các bạn khai chuyên gia mà làm, nhớ các bạn đông không thể giải hết bài này đến bài kia được, nhưng mà chiều nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị hết tất cả các cái bài đó, rồi các bạn chia nhóm nhau xoay vòng để làm nha. Như vậy các anh chị có học nhiều được và kiểm tra thì kiểm tra các bạn ngoài cái hỏi lý thuyết thì các bạn phải làm trên cách nào nha. Năm rồi nhưng phẫu thuật thực hành rất là dễ phải không? Năm rồi cũng chờ lớp nhưng hôm nay học thành bây giờ rất đẹp nha. Nếu mà làm được tài liệu thì các anh chị đã có rồi phải không? Về đọc lại tài liệu thôi. Tất cả những cái này thì nãy bác sĩ Duy Anh đã giới thiệu các chị rồi. Ở đây nè, thứ nhất về phụ khoa, ngoài cái khám phụ khoa các bạn sẽ các bạn sẽ được làm cái soi tươi nhuộm nam trong cái điều trị viêm nhiễm âm đạo. Trong cái soi tươi nhuộm nam đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các cách lấy bệnh phẩm của nó. Cái thứ hai các bạn sẽ học làm cái bát nia, biết que này tên gì không? Que này nó có hai cái tên, nó gọi là AV hoặc là spatula tên nào cũng được. Que này nó làm gì các anh biết không? Que này để làm hết tế bào, tức là làm bắp nia, tức là tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung. Đây, làm này là dạ đây là cái kính không ăn. Các bạn phải làm như là thật, làm như là thật. Tại vì khi các bạn đã thao tác tốt rồi, thì khi gặp bệnh nhân các bạn không có rụt rè nữa. Làm sao về phải nắm được các bước khám thai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là cái gì. Rồi. Còn là mổ dịch thì các bạn sẽ học cách đặt mổ dịch, nhất là các bạn nam này nè nha. Các bạn nam làm sao phải đặt mổ dịch này thành thạo như tôi nha. Tại vì đặt để đưa nó vô âm đạo người ta thì rất là dễ,
Nhưng đặt làm sao để thứ nhất quan sát bệnh, cái thứ hai là người ta không đau, người ta cảm thấy dễ chịu, điều đó mới khó. Còn đặt đưa mỗi bệnh nhân vào ta thì chuyện nó quá dễ dàng, quan trọng là cái phản ứng người ta như thế nào và mình biết được cái gì nó lúc đặt hay không nha. Đặt chưa nói là vậy chỉ vậy thôi, nhưng mà từng lúc tôi nói là các bạn xoay như thế nào, đi vào từng bước ra sao, quan sát cái gì thì cái đó điều này các bạn sẽ làm giới thiệu các bạn. Tại sao tôi nói này, tại vì các bạn trưa nay về tranh thủ coi sơ qua bài một xíu nha, điều này tôi nói các bạn sẽ nắm bắt tốt hơn. Về lỡ lẽ về ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái lỡ lẽ thường quy nhất từ trước tới giờ đã làm các cái việc thực sự thông thường. Do anh sẽ mới vừa đi học cái lớp lỡ lẽ cải tiến sau ha, thì sẽ hướng dẫn cho các bạn những cách lỡ lẽ cải tiến sau này. Tuy nhiên cái cách đó thì theo tôi có những cái cũng chưa phù hợp lắm ha. Thì tùy theo sau này các bạn đi thực tập ở đâu, cơ sở đó người ta vận dụng như thế nào để các bạn biết ha. Với cái phương pháp mới thì tôi thấy cũng còn nhiều cái đáng tin cậy chưa. Rồi các bạn có ý kiến gì không, có hỏi gì không? Thi cử thì các bạn sẽ thi theo hình thức giải trạm trên bảng điểm. Bảy mà mình nhớ sát cái bảy bước đó qua được cái điểm. Thank you.